cá to. Cái này hình con cá. Con cá nha mọi người. Mấy bé nhìn máy này vô là đảm bảo cho bốc lên. 49. À. Còn đây. Đặt chai New Way. Đó, nó có hình Coca-Cola như thế này. Cũng là rau câu. 49 nha. Chùm ruột 167 một ký. À. Rồi thì ngoài ra tại Mega Market còn có cái sản phẩm như thế này, có nghĩa là có một khay như thế này luôn các bạn này. Đó. Trong đó thì bao gồm rất là nhiều các loại bánh mứt. Rồi các bạn thấy Metro Mega Market đã trang trí xuân rất là đẹp các bạn ạ. À, những hình ảnh về cái tấm pano, rồi cây mai và ở trong nữa kìa, hàng loạt những hình ảnh đẹp tại siêu thị Mega Market, hay người dân mình vẫn thường gọi là siêu thị Metro nha các bạn. Vì cơ bản hồi xưa tập đoàn Metro bán cho Mega Market của Thái Lan hay sao đấy. À, giờ mình vào trong ha. Đây các bạn thấy những hình ảnh rất là đẹp đã được trang trí tại siêu thị Mega Market các bạn ha. À, Tết Nguyên Đán 2024. Hình ảnh đẹp quá. Đây là một trong những siêu thị mà mình thấy là đã trang hoàng Tết rất là đẹp các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đi qua một xíu ở siêu thị này để cho các bạn xem. Và đồng thời với đó thì mình cũng mong muốn làm sao đi giới thiệu tới các bạn đó, các loại bánh kẹo Tết tại siêu thị này. Nên mỗi kệ hàng đều được trang trí bằng những cái nhành mai như thế này, nhành mai hoa đào, quá đẹp ha. Đẹp thiệt chứ. Đây là các quầy về mắm muối, cái gia vị các bạn. Mấy cái này thôi không quay làm gì, nếu mà quay thì thực sự là để quay hết. Ở trong siêu thị thì các bạn thấy bao nhiêu lâu mới review hết những cái giá cả để cho các bạn xem. Mình chỉ đi quay những cái hình ảnh về bánh kẹo Tết thôi, bánh kẹo Tết siêu thị coi giá cả nó như thế nào. Đó, đây quang cảnh tại Mega Market, tiền thân là Metro cũ như các bạn ha. Ok, giờ đi xuống những gian hàng bánh kẹo. Đồng thời với đó thì vừa đi mình vừa ghi hình lại cho các bạn xem một số những quang cảnh đẹp tại siêu thị này. Rồi, bia bọt, rồi mắm muối dưa cà. Đây xuống dưới này là cái quầy mà bán bánh kẹo Tết, trái cây, rau củ quả. Và đặc biệt là trong Mega Market có một cái kho lạnh. Ồ, vô đó thì thôi lạnh cứng cả người. Đây là những hình ảnh về bánh kẹo Tết, bánh kẹo kinh ký. Đây thấy là rau câu nhiều. À, cũng có một số cái loại bánh kẹo đây này. Đây thì theo cảnh cho các bạn xem rau câu New Choi dừa gì đó, vừa xả hay sao à? 59.000 một ký nha. New Choi, cái này cũng vậy các bạn. 59, đây cũng 59. Đây này cũng 59. À. Nói chung là rau câu mà cái hình như thế này nè, hình như thế này là 59 hết các bạn. Đó, ở đây cũng vậy. Thấy đều giá hết 59, quan trọng là nhiều vị thôi. Đó. Đúng bán cho Thái Lan như là bây giờ đi đâu thấy Thái Lan. Đây. Hạt đó là rau câu nhưng mà có miếng miếng như thế này. Miếng miếng như thế này. 89. Đây 59 ha. À. Hạt cá to. Cái này hình con cá. Con cá nha mọi người. Mấy bé nhìn máy này vô là đảm bảo cho bốc lên. 49. À. Còn đây. Hạt chai New Way. Đó, nó có hình Coca-Cola như thế này. Cũng là rau câu. 49 nha. Mà rất là xinh xắn ha. Đó. Bé nhà mình mà gặp cái này thì thôi đó, nó ôm hết cả đống này về nhà luôn á. Đây kẹo thật dai dai 88.000. À, thật sữa chua 44.000.
ở trong siêu thị này thì nó khác những cái siêu thị khác mình không tiện nhắc tên, là ví dụ là 88.000 thì vẫn ghi 88.000 luôn ha. Còn nhiều siêu thị thì 79.000 ha. Đây, 87.900 đồng, 87.900 đồng thông thường nó bớt giá kiểu thế cay nhỉ. Đây là kẹo sô cô la Libre 520 này là 2,5 kg hả ta? 2,5 kg 520, mình không rõ cái này cho lắm. Nếu mà 2,5 kg 520 thì tính ra là khoảng 1 kg là khoảng 200 mấy ha. Đây kẹo Mentos, đây Mentos thì 98.000, Mentos cầu vòng 98. Ồ, cái này như là bán nhiều các loại của Thái Lan nhiều. Kẹo đậu phộng xốp bơ 138.000 một ký. Kẹo trái cây 134.000 một ký ha. Kẹo dẻo gì tê sữa, kẹo dẻo trà sữa xoắn, kẹo dẻo trà sữa xoắn 118.000 một ký. Đây có Ambelibe thì 200, kẹo Ambelibe thì 216.000 một ký ha. Đây kẹo Ambelibe thì 140.000 một ký. À, cái này có chỗ nào này, như là cái ở trong nó có nhân, kẹo này ở trong nó có nhân này, vâng cho các bạn xem này. Đó, ở trong nó có nhân, kẹo này thì Ambelibe thông thường ha. Ở trên này còn một số món nữa thì mình quay từ từ cho các bạn xem này. Cái này là kẹo bắp 90k một ký. Đó, mình không tiện so sánh giá đâu, thì các bạn cứ tự so sánh giá bằng những cái video mình đã từng cung cấp cho các bạn, từ những cái ngôi chợ đầu mối, ngôi chợ truyền thống cho tới những cái siêu thị khác nhé. Này rau câu này thì 66 à. Rồi, xong rồi rau câu thì 670. Bắp quay rồi ha. Kẹo này là kẹo Chobiska 173. Chobiska là cái loại này nha các bạn. Ở trong nó có một nửa sô cô la, một nửa kem, ở trong nó những cái hạt như thế này. Đó, như là của Thái. Đâu quay cận cảnh như bạn xem của nào. Chữ le cả mắt không thấy được. Đó, Chobiska là loại này là 173 ha. Kẹo Mentos Sugut trái cây 183. Bánh French 144. Mentos cầu vòng thì quay rồi ha, 98. Mentos cầu vòng thì nó có hình như thế này, hay này mọi người. Nó có 3 viên như thế này, 98.000 một ký. Ok, bây giờ đi qua những cái sản phẩm khác giống như mè sườn, những hình như cái hàng đó là hàng của Thái, còn hàng bên này là hàng của Việt Nam này, các loại hạt này, heo leo mè đen là 197.000 một ký. Heo leo, còn heo leo đậu phộng là 167.000 một ký. Đó, heo leo trắng 197, mè trắng, còn đây nho khô vàng Mỹ 400 một ký ha, hạt điều gì à, điều này hình như là 300.000 một ký này, 300 này, còn cái này là hạt điều vỏ lộ tiêu chuẩn gì này nọ đó, gạo lứt không phải nha, cái hạt điều là 300. Đó, hạt điều này bạn ạ, hạt điều vỏ lộ tiêu chuẩn 300 nhé. Còn đây là hạt dẻ cười, hạt dẻ cười thì 540, 540 một ký nha. Đây là đậu phộng cốt dừa 108 ha. Còn đây là trà hoa đậu biếc, các loại trà 1,2 triệu. Đây trà hoa đậu biếc, các loại trà này, trà hoa hồng
943 ngàn. Này về mua làm trà sữa hay sao mọi người, mình cũng không biết luôn. Ở đây có trà hoa nhài 450, đây hoa cúc là 1,2 triệu. Đó, hoa nhài, hoa cúc. Ok, để qua bên đây, còn đây coi à bên đây bán mứt này, mứt này, mứt tết này các bạn này. Đây rất là nhiều các loại mứt tết. À, hiện có ở Mega Market chùm ruột 167 một ký. À, đây có thơm xế dẻo này, thơm xế dẻo này hình ảnh xấu quá, hình xế dẻo ở trong Aeon đẹp đẹp, nhưng mà thơm xế dẻo này xấu, 364, ảnh không bắt mắt tí nào. Còn đây mít dừa cân ký 236.000 một ký. Rồi, mít bí là 99.000 một ký, mít bí cân ký nha các bạn, 99.000 một ký này. Đó, còn đây là khoai lang, không phải, cái này không phải, giá không phải nha. À, khoai lang trước khoai lang sau cũng như giá này. À, mít cà rốt, ở trước là mít cà rốt, ở phía sau là mít khoai lang. Mít cà rốt là cái loại này. À, là 119. Mít khoai lang 118 là phía sau. Sau này. Mít khoai lang là sau này nha. Mít này mít cà rốt. Khoai lang rẻ hơn 1.000 nha các bạn, 118 và 119. Còn đây là chùm ruột. Mít mật, à đây là mật. Mật bắc ấy. 187. Đây chùm, còn đây chùm ruột 167. Kẹo dẻo thật thập cẩm 99. Đó, nhìn chung là những cái hình ảnh về mẫu mã đây nó không được đẹp các bạn, thật sự không được đẹp luôn. Không biết là hàng có tiêu chuẩn chất lượng nó như thế nào thì mình không biết, nhưng không được đẹp cho lắm ha. Rồi ở đây thì mình thấy có bánh gấu 3 màu 187, còn có màu xanh, màu này, màu cà phê, sữa và màu vàng 187.000 một ký ha. Đây là gừng 187. Đây là bí, bí phải không? 295. Mắc ca là cái loại này 400. Mắc ca là loại này. Đó, là 400.000 một ký. Là ốc chó 250.000. Chó đây. Này về nấu cháo chứ ăn sống, ăn sao nổi trời. Còn mấy bà với anh nội. Anh lạch tẹt rồi các bạn. Rồi còn đây là một số những cái sản phẩm khác, giống như trà hoa cúc này, trà hoa hồng. Cúc đây, và hoa này là hoa lài, trà hoa lài. Vừa rồi mình có quay cho mọi người xem những hình ảnh và các bạn giá rồi. Đây có trái khổ hoa sấy khô 344. Ok. Rồi hầu như thì tất cả những cái mặt hàng bánh mứt tết mình cũng đã quay cho các bạn xem rồi ha. Đó, giá cả thì mình cũng đã cung cấp cho tất cả của chương trình và các bạn tại hệ thống siêu thị Mega Market, hay người dân vẫn thường gọi là Metro đấy các bạn. Metro thì hôm nay khá vắng. Metro Biên Hòa thì hôm nay khá vắng do đầu tuần, mình đi quay đầu tuần các bạn. Đây. Nhưng mà được cái thì Metro Mega Market chứ, trang trí xuân rất là đẹp. Và những cây mai giả, những cây đào giả như thế này tạo một cảm giác gì đó như là chúng ta đã thấy mùa xuân về đến nơi rồi. Rồi thì ngoài ra thì các bạn đã từng biết rồi, ở trong siêu thị thì phải nói có hàng nghìn
hàng chục nghìn những cái loại sản phẩm, rất là nhiều loại và nhiều cái loại giá. Do đó thì nếu mà để mình review hết tất cả những cái mặt hàng trong đây cho các bạn xem thì không thể các bạn, thực sự là không thể thôi. Thì mình chỉ review những cái ở đây có quầy hàng Tết để mình ra mình quay đây nữa nè. Mình chỉ review cho các bạn xem những cái hình ảnh về bánh mứt Tết, kẹo mứt Tết và bảng giá của nó thôi các bạn. Đó, thì đó mong các bạn thông cảm ha. Rồi thì ngoài ra tại Mega Market còn có cái sản phẩm như thế này, có nghĩa là có một khay như thế này luôn các bạn này. Đó, trong đó thì bao gồm rất là nhiều các loại bánh mứt để sẵn luôn, rất là tiện lợi cho những cái gia đình gọi là ít người. Tại vì nếu mà chúng ta mà gia đình nhiều người á, thì hãy thường xin là thêm hàng như cái này, là ví dụ hai vợ chồng, hai đứa con gì, ví dụ như thế ha. Ở đây có nhiều loại, nhiều size và giá cả cũng rất là nhiều. Đó, cái khay nhỏ, cái khay lớn, khay chung, rồi các loại bánh mứt tầm ruột này nọ. Thì mình quay một số cái bảng giá để cho các bạn xem nè. Đây, mứt thập cẩm, cả có cả khay luôn là 329, kẹo đậu phộng 106, 243. Nó có nhiều size mọi người. Cái này là 650g. Cái này là 1 kg ha. Này mứt đậu phộng, kẹo đậu phộng 400g. Cái này là mứt thập cẩm trái cây 1 kg, 339. Đó. Vừa rồi thì mình vừa quay cho các bạn xem những hình ảnh về những cái loại bánh mứt sẵn ở trong để một cái khay sẵn như thế này nha mọi người. Đó, còn rất là nhiều loại, nếu các bạn có điều kiện thì nên tới Mega Market để chúng ta tham khảo, tham quan và mua sắm ở đây các bạn nhé. Rồi ok, vừa rồi thì kênh Trở Về TV vừa giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh và những cái bảng giá của các loại bánh mì, bánh kẹo mứt Tết tại siêu thị Mega Market, hay người dân vẫn thường gọi nha, thường gọi là Metro. Thì nếu thấy video hay các bạn nhớ tặng cho kênh Trở Về TV xin những subscribe, like và chia sẻ video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo trên kênh Trở Về TV nha.